Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu móc gắn chìa khóa dạng dây rút có hình ngôi nhà xinh xắn như thế này ha. Mẫu này các bạn cũng có thể tăng giảm size áp dụng cho nhiều size chìa khóa khác nhau, hoặc mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích. Chìa khóa của mình sẽ nằm ở bên trong ha. Khi không sử dụng thì sẽ đưa vào bên trong để mình có thể bảo vệ được mẫu chìa khóa của mình. Mình sử dụng len miêu cốt tông 125g và kim 2,5mm để móc mẫu này nhé. Đầu tiên thì cần tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn ha. Mũi móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Mũi móc đơn thứ năm. Và mũi móc đơn thứ sáu. Sau khi hoàn tất được 6 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên, nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh lại cho cái vòng tròn nhỏ lại. Đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi dời để ta kết thúc vòng. Đây là mũi móc đơn đầu tiên ha. Lưu ý khi các bạn móc cho mình mũi dời kết thúc mỗi vòng móc á, mình sẽ kéo dài cái sợi len lên một tí, sau đó nghiêng cái sợi len và hướng tay cầm kim móc. Guốc thật mạnh lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại. Sau đó kéo sợi len về lại vị trí ban đầu. Móc lên một mũi móc xích. Ta hoàn tất được vòng đầu tiên ha. Vòng đầu tiên sẽ có 6 mũi móc đơn, tạo ra 6 chân cho vòng thứ hai. Vòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình như sau. Hai chân đầu tiên mình sẽ móc mỗi chân làm một mũi móc đơn. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng đầu ha. Móc vào đó một mũi móc đơn. Tiếp tục chân móc thứ hai cũng móc một mũi móc đơn. Khi có được cho mình hai mũi móc đơn vào hai chân liên tiếp thì ở chân móc thứ ba sẽ móc 3 mũi móc đơn cùng chân móc vào chân thứ ba này ha. Móc đơn đầu tiên nè, móc đơn thứ hai và mũi móc đơn thứ ba. Khi có được 3 mũi móc đơn vào cái chân móc thứ ba này rồi, các bạn sẽ đánh dấu cho mình vào cái chân của mũi móc đơn thứ hai ở chính giữa của 3 mũi này nhé. Sau đó còn lại 3 chân móc cuối cùng thì 3 chân đó các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như 3 chân đầu tiên. Hai chân kế cuối mỗi chân móc một mũi móc đơn. Còn lại chân móc cuối cùng thì chân đó mình sẽ móc 3 mũi móc đơn cùng chân móc. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai và mũi thứ ba. Tương tự giống như cái 3 mũi đầu tiên á thì các bạn cũng đánh dấu cho mình vào cái chân của mũi thứ hai ha. Kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Khi kết thúc mũi dời ha, nhớ kéo dài sợi len lên, nghiêng về tay cầm kim móc, guốc thật mạnh lại cho mũi dời nhỏ lại. Kéo sợi len về lại vị trí ban đầu, móc lên một mũi móc xích. Ta sẽ hoàn tất được hàng thứ hai. Hàng thứ hai khi hoàn tất mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 10 chân móc. 10 chân móc đó các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Mình cứ móc mỗi chân làm một mũi móc đơn cho đến cái chân mà mình đánh dấu nha. Thì lúc này mình sẽ có 3 mũi móc đơn vào 3 chân liên tiếp. Thì đến chân thứ tư là cái chân mà mình đánh dấu, chân nằm chính giữa của 3 mũi móc vào cùng chân móc phía dưới ha. Thì cái chân mà mình đánh dấu đó các bạn sẽ tháo ra, móc cho mình vào đó là 3 mũi móc đơn cùng chân móc. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai và mũi thứ ba. Khi có được 3 mũi móc đơn vào cùng cái chân móc đó rồi, mình đánh dấu vào cái chân nằm chính giữa ha, là chân móc thứ hai của 3 mũi này. Các chân kế tiếp mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn cho đến chân mình đánh dấu tiếp theo ha. Lúc này thì mình sẽ có tổng cộng là 4 mũi móc đơn vào 4 chân liên tiếp. Khi móc được 4 mũi móc đơn vào 4 chân rồi, đến chân kế tiếp là chân mình đánh dấu thì chân đó tương tự giống như chân đầu tiên. Tháo kim đánh dấu ra và móc cho mình vào đó là 3 mũi móc đơn cùng chân móc. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai và mũi thứ ba. Tiếp tục đánh dấu vào cái chân nằm chính giữa ha. Các chân móc cuối cùng thì mỗi chân móc một mũi móc đơn, lúc này mình sẽ còn lại một chân ha. Móc cho mình vào đó một mũi móc đơn. Sau đó kết thúc vòng thứ ba, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Guốc lại cho mũi dời nhỏ lại và móc lên một mũi móc xích. Mình giữ hai cái kim đánh dấu ở hai bên thì nó sẽ tạo ra một cái hình tam giác như là tam giác nhọn ha. Tiếp tục đến vòng móc kế tiếp nè. Thì vòng móc kế tiếp các bạn cũng làm tương tự như vòng móc mà mình vừa móc.
Tức mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cho đến chân mà mình đánh dấu ha. Thì lúc này ở vòng móc thứ tư này mình sẽ có 4 mũi móc đơn vào 4 chân. Mũi thứ hai, mũi thứ ba và mũi thứ tư vào chân thứ tư. Chân thứ năm sẽ là cái chân mà mình đánh dấu đầu tiên. Tháo kim đánh dấu ra và móc vào cái chân này 3 mũi móc đơn cùng chân móc. Mũi đầu tiên vào cùng chân móc ha. Tiếp tục mũi thứ hai và mũi thứ ba. Dùng kim đánh dấu vào cái chân nằm chính giữa là cái chân thứ hai của 3 mũi này nè. Các chân kế tiếp mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn cho đến chân tiếp theo mà mình đánh dấu ha. Thì lúc này mình sẽ có tổng cộng là 6 mũi móc đơn vào 6 chân. Mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm và mũi thứ sáu. Khi có được 6 mũi móc đơn vào 6 chân liên tiếp thì chân kế tiếp là chân mình đánh dấu. Chân đó sẽ móc 3 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Thì việc mà mình đánh dấu như vậy để không có bị lạc mũi móc ha. Những bạn nào mà có thể để ý được mũi móc thì không cần phải đánh dấu vào đây. Tiếp tục đánh dấu vào cái chân nằm chính giữa của 3 mũi này. Các chân còn lại mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn cho đến cuối. Lúc này mình sẽ còn lại là 2 mũi móc đơn vào 2 chân ha. Kết thúc đâm kim vào chân của mũi đầu tiên, móc một mũi dời. Guốc lại cho mũi dời nhỏ lại và móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục vòng móc kế tiếp các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như vòng móc mà mình vừa móc. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cho đến hai cái chân móc mà mình đánh dấu thì mỗi chân móc cho mình 3 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta sẽ móc cho đến khi mình đạt được cái chiều cao của cái mái ngôi nhà bằng một nửa so với chiều cao của toàn bộ phần ngôi nhà mà các bạn cần ha. Đối với size này thì mình sẽ móc lên tổng cộng là 12 hàng móc tăng mũi. Nó sẽ tạo ra một cái hình như thế này, giống như là cái form của nón lá ha. Thì kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Lúc này các bạn cũng kéo cho cái mũi dời nhỏ lại và mình không lên mũi móc xích mà các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len khá dài ha. Mình sẽ sử dụng kim khâu xỏ sợi len này vào trong kim khâu. Kéo cái sợi len qua nè, xỏ sợi len vào trong kim khâu. Sau đó từ đây mình sẽ đâm kim về cái chân móc đầu tiên mà mình móc mũi dời kết thúc á, các bạn sẽ đâm cho mình vào bên trong. Đây, đưa cái đầu kim vào bên trong của cái chân móc mà mình vừa móc mũi dời kết thúc. Sau đó kéo sợi len vào bên trong. Mình sẽ dùng cái sợi len thừa này, các bạn dùng kim mình luồn vào các cái chân móc của mũi móc đơn ở hàng cuối cùng này nè, để mình giấu cái sợi len thừa này ha. Mình sẽ luồn dần dần cho đến cái đầu mà mình đánh dấu. Đầu đầu tiên bên này ha. Sau khi đã luồn được cái sợi len đến cái chân đầu tiên mà mình đánh dấu rồi, thì ở cái chân đầu tiên này nè, các bạn luồn kim cho mình vào cái chân móc ở phía bên trong. Tháo kim đánh dấu ra ha. Tức là mỗi chân của mình nó sẽ có hai đường móc. Mình sẽ luồn từ ngoài vào trong cái đường móc ở bên ngoài. Thì lúc này nó sẽ nằm ở cái đường nằm bên trong nè. Đây sẽ là cái chân điểm ha. Từ chân điểm này các bạn sẽ dời kim cho mình ra hai chân ở hai bên. Mình sẽ đâm kim từ phải qua trái vào hai đường móc nằm bên trong của hai chân đó. Sau đó kéo sợi len qua ha. Tiếp tục chân móc kế tiếp cũng vậy nè, cũng đâm kim vào hai đường nằm bên trong của hai chân song song với nhau. Kéo từ phải qua trái ha. Tiếp tục chân thứ ba nè. Các bạn sẽ làm lần lượt cho mình cho đến khi mình đạt được 4 lần ha. Hoặc là nhiều bạn muốn tạo cái độ sâu cho mái nhà hơn thì mình cũng có thể làm thêm nhiều mũi hơn. Ta sẽ có được một cái bên mái như thế này. Đến điểm này thì các bạn đâm kim cho mình về lại cái chân thứ tư ở bên hông này, đâm ra phía ngoài. Sau đó tiếp tục giấu len thừa vào trong các cái mũi móc. Mình sẽ giấu dần dần cho đến chân tiếp theo mà mình đánh dấu ở đầu bên kia ha. Đến đầu bên này thì cũng làm tương tự, tháo kim đánh dấu ra, đâm từ ngoài vào trong chân bên ngoài của cái chân này. Sau đó mình quay lại và mình sẽ khâu ở bốn cái đường song song tương tự như đầu bên này ha. Hai đường móc bên trong của hai chân nè, từ phải qua trái. Tiếp tục chân thứ hai nè, khâu lại ha. Chân thứ ba và chân thứ tư.
Khi đã khâu được 4 lần bằng với kích thước của cái đoạn đầu tiên rồi nè, thì tiếp tục kết thúc các bạn cũng đưa cho mình cái đầu kim này ra phía ngoài, vào cái chân thứ tư nè, đẩy ra phía ngoài. Sau đó mình sẽ giấu cái sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc và cắt len hoàn tất. Ta sẽ tạo ra được một cái độ rộng ở bên trong cho ngôi nhà của mình ha, để mình nhét cái phần chìa khóa vào bên trong nè. Bây giờ mình sẽ móc cái phần thân. Phần thân thì các bạn sẽ đưa cho mình cái sợi len vào bên trong. Mình sẽ đâm kim vào đường móc nằm bên trong của các cái chân móc mà mình có ha. Đâm kim vào một chân móc bất kỳ. Sau đó kéo cái sợi len mà mình tạo cái phần thân á, kéo cái sợi len qua chân móc này, móc lên một mũi móc xích. Sau đó lần lượt móc vào các chân móc kế tiếp, mỗi chân mình cứ móc một mũi móc đơn cho đến cái điểm mà mình khâu ha. Mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn vào đường nằm bên trong nè. Khi móc thì nhớ giấu cái sợi len thừa để cho sợi len của mình nè, khi mình hoàn tất không cần phải giấu len nhiều ha. Sau khi móc cho mình các cái mũi móc đơn cho đến cái chân mà mình khâu thứ tư ở đây nè, thì các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc mà mình khâu đó luôn, tức là vào hai đường móc như thế này, sau đó móc vào đây một mũi móc đơn. Tiếp tục di chuyển kim đến các chân ở bên mặt đối diện, mỗi chân móc một mũi móc đơn và đều đâm kim vào đường nằm bên trong ha. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Ta sẽ nối được hai đầu lại, nó sẽ không có bị điểm hở ở đây. Móc tương tự cho đến đầu bên này cũng đâm kim vào cái đường thứ tư nè. Sau đó tiếp tục móc đến cuối hàng ha. Khi móc các cái mũi móc đơn cho đến cuối thì chân đầu tiên mình đâm kim móc mũi dời cũng là chân cuối cùng mà mình móc mũi móc đơn ha. Kết thúc đâm kim vào chân mũi đầu tiên, móc một mũi dời. Guốc lại sau đó móc lên một mũi móc xích. Ta tạo ra được cái hàng đầu tiên cho phần thân rồi, thì từ hàng thứ hai của phần thân mình sẽ móc đều và không cần phải tăng mũi nữa. Cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến khi mình đạt được chiều cao còn lại của toàn bộ cái phần thân ngôi nhà ha. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn và mình sẽ đâm kim luôn vào chân móc chứ không cần đâm vào đường nằm bên trong nữa. Móc cho đến khi mình đạt được chiều cao của toàn bộ phần thân ngôi nhà. Thì đối với phần thân dưới của ngôi nhà mình sẽ dừng lại ở 10 hàng móc, nó sẽ tạo ra được một cái độ sâu như thế này và tạo ra được toàn bộ độ sâu từ phần mái nhà đến phần thân rồi. Thì kết thúc cũng đâm kim vào chân của mũi đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Như vậy là ta sẽ có được một cái ngôi nhà xinh xắn như thế này ha. Có một cái độ sâu để mình nét chìa khóa vào bên trong nè. Bây giờ mình sẽ viền lại tạo cái điểm nhấn cho ngôi nhà. Để viền lại thì thay vì mình móc mũi đơn như bình thường, các bạn sẽ móc cho mình mũi đơn ngược để mình tạo điểm nhấn. Mũi đơn ngược tức là thay vì mình đâm kim vào chân đầu tiên theo chiều từ phải qua trái, thì bây giờ mình móc ngược lại từ trái qua phải ha. Mình lùi về cái chân ở phía sau, ta đâm kim vào chân móc đó, kéo sợi len qua cái chân móc, sau đó kéo qua hai đường trên kim, ta tạo ra được một mũi đơn ngược nè. Tiếp tục lùi về cái chân móc thứ hai, kéo len, cũng móc cho mình các cái mũi đơn như bình thường, nhưng mà mình chỉ đâm kim về cái chân móc ở phía sau thôi ha. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. Mình sẽ tạo ra được những cái khứa ở trên mũi đơn nè. Nó sẽ giúp cho cái mũi đơn của mình nó đẹp hơn ha. Sau khi hoàn tất được đến cuối vòng thì mình sẽ có được một cái hàng viền tạo điểm nhấn cho phần thân ngôi nhà rồi nè. Thì kết thúc cũng đâm kim cho mình vào chân mũi đơn đầu tiên, tức là cái chân ở phía sau. Móc vào đó một mũi dời. Kéo dài sợi len và cắt len. Lúc này các bạn sẽ nghiêng đầu len ngược về cái tay bên trái, sau đó guốc thật mạnh lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại. Đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc mình vừa móc mũi dời kết thúc, sau đó mình kéo cái sợi len vào bên trong. Giấu sợi len thừa vào trong mũi móc thì ta sẽ hoàn tất được cái ngôi nhà xinh xắn như thế này ha.
Bây giờ mình sẽ móc cái chóp ngôi nhà và mình tạo sợi dây để mình gắn phần chìa khóa nè. Đầu tiên thì tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn. Mũi móc đơn đầu tiên, móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, mũi móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu. Khi hoàn tất được 6 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi, tiếp tục nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn nhỏ lại. Đâm vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời. Nhớ guốc lại cho mũi dời của mình nhỏ lại ha. Móc lên một mũi móc xích. Vòng đầu tiên hoàn tất có 6 mũi móc đơn sẽ tạo ra 6 chân cho vòng thứ hai. 6 chân của vòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là mũi tăng. Mũi tăng tức là mình sẽ móc 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc ha. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc vòng đầu, móc cho mình mũi tăng, tức là 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Tiếp tục làm tương tự cho mình cho 5 chân còn lại ha. Chân thứ hai cũng móc cho mình mũi tăng nè. 2 mũi móc đơn nào cùng chân móc. Chân thứ ba tương tự móc mũi tăng. Chân thứ tư cũng móc mũi tăng. Chân thứ năm tương tự ha, 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Và chân thứ sáu là chân cuối cùng cũng móc 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Sau khi hoàn tất được vòng thứ hai, mình sẽ tạo ra tổng cộng là 12 chân móc cho cái vòng móc thứ ba ha. Kết thúc vòng nè. Guốc lại sau đó móc lên một mũi móc xích. Đến vòng móc thứ ba thì mình không cần phải tăng mũi nữa, các bạn cứ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì vòng thứ hai hoàn tất tạo được 12 chân móc. Vòng thứ ba mình sẽ có 12 mũi móc đơn vào 12 chân ha. Móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng ta có 12 mũi móc đơn vào 12 chân. Kết thúc vòng thứ ba. Sau đó đến vòng thứ tư thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái độ bo để mình khít lại cái vòng tròn này ha. Mình tạo ra được một cái độ sâu như thế này rồi. Thì vòng thứ tư mình có tổng cộng là 12 chân móc của vòng thứ ba. 12 chân đó các bạn sẽ móc cho mình liên tiếp 6 mũi giảm. Mũi giảm mình làm như sau ha. Ta sẽ đâm kim vào chân đầu tiên. Kéo len qua chân móc. Giữ nguyên vị trí này và đâm kim vào chân thứ hai. Kéo len qua chân móc. Khi trên kim được 3 đường móc thì kéo len qua hết 3 đường trên kim. Như vậy là ta sẽ có được một mũi giảm ở hai chân móc liên tiếp ha. Móc tương tự cho mình cho 10 chân còn lại. Mình cũng lần lượt đâm kim vào hai chân móc gần nhau. Chân thứ nhất nè và chân thứ hai, sau đó kéo len qua 3 đường trên kim, ta có được mũi giảm thứ hai. Tiếp tục mũi giảm thứ ba nè. Vào hai chân móc liên tiếp với nhau ha. Kéo qua 3 đường, mình có được mũi giảm thứ ba. Tiếp tục mũi giảm thứ tư. Kéo qua 3 đường. Mũi giảm thứ năm. Kéo qua 3 đường trên kim và mũi giảm thứ sáu ở hai chân cuối cùng ha. Đâm kim lần lượt vào chân kế cuối nè. Và chân cuối cùng, sau đó kéo qua 3 đường trên kim. Khi mình hoàn tất được 6 mũi giảm liên tiếp, nó sẽ tạo ra được một cái độ rộng như thế này. Các bạn khoan hãy kết thúc vòng ha, mà mình sẽ nhồi gòn vào bên trong. Sau đó mình mới đâm kim vào chân của mũi giảm đầu tiên, móc một mũi dời. Ta cũng guốc lại cho cái mũi dời nhỏ lại. Sau đó các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài. Mình sẽ xỏ cái sợi len này vào trong kim khâu. Lúc này mình sẽ để ý nè, ta có 6 cái chân móc của 6 cái mũi giảm mà mình vừa móc kết thúc ở vòng thứ tư của vòng tròn này. Thì lần lượt đâm kim vào 6 đường móc bên ngoài của 6 cái chân này ha. Chân đầu tiên nè, vào đường nằm bên ngoài ha. Chân thứ hai. Tiếp tục chân thứ ba. Chân thứ tư. Chân thứ năm. Và chân thứ sáu. Khi đâm kim lần lượt vào 6 cái đường bên ngoài này, mình nắm sợi len guốc thật mạnh lại cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại. Sau đó giấu cái sợi len thừa này vào bên trong. Ta sẽ hoàn tất được một cái vòng tròn cho đỉnh của ngôi nhà xinh xắn như thế này ha. Giấu len vào bên trong nè, sau đó tiến hành cắt len. Nắn chỉnh cho vòng tròn của mình nó đều lại nè. Mình sẽ có được một cái phần vòng tròn như thế này. Tiếp tục mình sẽ tạo cái sợi dây để mình gắn cái phần chìa khóa ha. Để tạo được sợi dây thì chừa cho mình một đoạn len vừa đủ dài. Sau đó tạo một nút.
móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Khi có được một nút rồi, móc lên một dây móc xích, sao cho khi mà mình gặp đôi cái sợi dây móc xích này lại nè, nó sẽ bằng với chiều cao của cái phần ngôi nhà từ đỉnh xuống ha. Đối với size này mình sẽ móc lên tổng cộng là 50 mũi móc xích. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Khi có cho mình được 50 mũi móc xích, ta gập đôi hai đầu lại, nó sẽ tạo ra được một cái chiều cao bằng với chiều cao từ đỉnh cho đến phần thân ngôi nhà ha. Khi hoàn tất được cái chiều cao này rồi thì mình sẽ cắt len. Các bạn cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài. Di chuyển kim móc đến cái đỉnh của ngôi nhà nè, đâm kim vào hai cái chân móc mà mình bắt đầu móc 3 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Vào hai chân như thế này ha, sau đó mình sẽ kéo cái sợi len này qua. Các bạn sẽ kéo cho mình vào chính giữa luôn ha. Đến hai cái đoạn xích mà mình tạo ở đây nè. Các bạn tiếp tục sử dụng một đoạn, mình sẽ đâm kim vào cái vòng tròn mà mình kết thúc ở cái đỉnh của ngôi nhà nè, cũng đâm kim vào hai chân móc nằm ngang, sau đó kéo một đầu qua cái chân móc này. Đến đây thì mình sẽ cột lại hai cái đầu để mình làm cho hai cái mũi xích này nó sát lại với nhau nè. Các bạn sẽ cột cuốc thật kỹ lại ha, cho hai cái đầu của mũi xích đầu tiên nó sát lại với nhau. Khi mình đã cột cuốc và hoàn tất lại được cái đoạn dây rồi, các bạn sẽ dùng một đầu và mình kéo lại cho cái phần guốc này nó chui vào bên trong của cái đỉnh này. Cắt cái đoạn len thừa đi ha, ta sẽ có được một cái sợi dây như thế này. Luồn tay vào bên trong này thì mình sẽ có một cái đoạn dây ở bên trong, các bạn kéo lại. Sau đó mình sẽ gắn cái phần khóa ở đây ha. Mình sẽ hoàn tất được cái sợi dây để mình treo cái phần khóa ra. Bây giờ mình sẽ trang trí cho ngôi nhà của mình. Để tạo họa tiết cho cánh cửa thì các bạn có thể sử dụng cho mình mũi dời. Mình sẽ móc vào các cái chân móc để mình tạo cái phần cánh cửa. Hoặc là mình cũng có thể sử dụng kim khâu ha. Thì khi dùng kim khâu các bạn sẽ khâu cho mình tương tự như vậy để mình tạo những cái mũi khâu liên tiếp với nhau ha. Và lưu ý để tạo được cái nắm kéo như thế này nè, thì các bạn sẽ chọn cho mình một chân móc. Mình sẽ khâu ở cái chân móc đó 2 cho đến 3 lần để mình tạo cho cái sợi dây của mình nó dày hơn ha, tạo được cái phần nắm như thế này. Sau đó luồn cái sợi len vào bên trong và giấu len thừa, ta sẽ hoàn tất được phần thân ngôi nhà. Để gắn được chìa khóa vào bên trong thì luồn tay vào trong, mình sẽ có cái sợi dây mà mình sử dụng để guốc nè. Các bạn sẽ sử dụng cho mình cái đầu này ha. Tùy vào size móc khóa mà các bạn có thể sử dụng cho mình kim móc hoặc là tay. Mình sẽ luồn cái sợi dây này qua cái khoảng trống của phần khóa. Sau đó các bạn sẽ quấn cho mình một vòng quanh cái chìa khóa của mình nè. Mình sẽ cố định lại được cái chìa khóa ở trong cái phần dây ha. Khi sử dụng chìa khóa thì các bạn sẽ kéo cái phần chìa khóa ra phía ngoài mình sử dụng ha. Khi không sử dụng nữa thì mình có thể nắm cái đầu ở trên của mái nhà, mình kéo lại để cho phần chìa khóa của mình nó vào trong, giúp bảo vệ được chìa khóa của mình hơn ha. Mẫu này thì các bạn cũng có thể tăng giảm size, áp dụng cho nhiều size chìa khóa khác nhau, hoặc mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích. Cái sợi dây đeo bên trên mình cũng có thể mán vào trong giỏ sách hoặc là mán vào trong những cái phụ kiện mà mình sử dụng ha. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công!